Rồi, bên lại chào mừng mọi người quay trở lại với Volleyball BCT. Xin giới thiệu với mọi người, trước mắt của chúng ta là trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng chuyền xã Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trận đấu trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa thôn Yên Phong với bộ ba ngoại binh là Tú MC, Quý MC và Phúc Con Cuồng, thi đấu với thôn Tân Tiền với bộ ba ngoại binh là Nguyễn Văn Nam của Thể Công, Đàm Văn Công của câu lạc bộ Sở Hà Tĩnh và Lâm Văn Thanh của Tràng An Ninh Bình. Đây là cả hai đội đều đã có một trận thua ở vòng bảng. Cả hai đội này đều thua đội tuyển thôn Đông Chính của anh Văn Thành, Thái Nguyên và Quốc Dư. Thôn Yên Phong thua 2-1, còn thôn Tân Tiền thua 2-0. Và trận đấu này như là một trận chung kết, đội nào thắng sẽ vào vòng bán kết, đội nào thua thì thực về liên hoan. Trận đấu này có thể nói là một mất một còn. Và trước mắt của chúng ta là màn khởi động của thôn Yên Phong với Tú FC, Quý FC và Phúc Con Cuồng. Bởi vì đội tuyển thôn Tân Tiền mới thi đấu xong cho nên không cần khởi động mà đang ngồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu này. Trận đấu vẫn sẽ thi đấu 3 hiệp thắng 2 với tỷ số các set đều là set 25. Ở bảng bên kia với sự góp mặt của thôn Yên Bình, ba ngoại binh Giang Văn Đức, Từ Thanh Thuần và Vũ Quang Khơi đang đối đầu với đội tuyển thôn Yên Tân của Đức Thành, Mỏ Hồng và Văn Thành, và đang dẫn với điểm với tỷ số khá là xa ở set thi đấu thứ nhất và đang thi đấu set đấu thứ hai. Ở bên kia thì đội tuyển của Lương Thái Sơn và Trần Hải Văn Đức đã chính thức bị loại. Và như vậy là theo quan sát của Ben thì ở trận 1 thì thôn Yên Phong của bộ đội MC và Phúc Con Cuồng ở gần màn ảnh của chúng ta sẽ thi đấu với không. Và như vậy là hai đội đã đảo trở lại thôi. Ở gần đồng kính của Ben ở trận 1 là thôn Tân Tiến, còn ở phía xa màn hình là thôn Yên Phong. Để bóng lên từ xa, điểm bóng. Các tiền phải đón. Và như vậy là ở bảng đấu này đã xác định được một cái tên vào vòng bán kết, đó là thôn Đông Trinh của anh Văn Hành, Thái Nguyên và Quốc Dư.
Trận đấu này sẽ xác định là tên còn lại. 1-0. Đề nghị các cổ động viên của Thôn Liên Hòa cần cổ vũ mạnh lên. Vâng, như vậy thì hiện nay Thôn Liên Hòa xin hội ý Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Quay trở lại trận chung kết ở bảng đấu này, ai thắng sẽ được vào bán kết. Tỷ số vẫn đang ở set 1 đang là 1-0 nghiêng về Yên Phong, nhưng ở set 2 thì Sơn Tân Tiền đang dẫn 15-14. Em vừa quay trở lại ở sân từ sân bên kia cho nên mới tiếp tục bình luận được, mong mọi người thông cảm mọi người nhé. Và như vậy là 15 đều. Ban tổ chức xin thông báo ra điều kiện thử thách rất khó khăn, cho nên chiều nay sẽ diễn ra 4 trận đấu: trận bán kết 1, trận bán kết 2 và trận tranh giải 3 tư và trận chung kết. Do đó đến 13 giờ xin mời tất cả các cổ động viên và khán giả chúng ta tập trung vào tham dự cổ vũ cho các đội bóng. Gặp rất nhiều khó khăn, do đó chiều nay 43 giờ tất cả các cầu thủ chúng ta tập trung để theo dõi mỗi trận đấu, trận bán kết 1, bán kết 2 và trận tranh giải 3 và trận chung kết. Bởi vì các đội chính đội trưởng đội bóng và cân nhắc và đưa các đội bóng chúng ta đến kịp giờ để thi đấu cho kịp thời gian. Bóng ngoài, điểm đổi cho thôn Yên Phong 17-15, và như vậy là thôn Tân Tiền đã xin hồi ở trận đấu thứ hai này, bởi vì trận đấu này rất quan trọng mọi người nhá. Đội nào thắng ở trận đấu này sẽ vào bán kết và sẽ đối đầu với Bồ Bá Hà Tĩnh. Trong cái đó chiều nay ở trận bán kết 1 cũng đối đầu giữa Ba Tế và Văn Hành mọi người nhá. Thực hiện là một trận đấu siêu kinh điển. Rất tiếc là giải đấu này lại diễn ra dưới trời mưa, ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chơi bóng của các vận động viên. Rồi.
18 đều. Câu trả lời của Đàm Văn Công 19-18. Nếu Yên Phong giành thắng lợi ở trận đấu này thì họ sẽ thắng chung cuộc 2-0 mọi người nhé. Chín trên phong của Phúc Quân Quân và bộ đội MC rồi. Công hiến cho khán giả một vòng cực kỳ cảm xúc. Nhưng may mắn lại thuộc về Yên Phong. Của trọng tài thì các vận động viên của Yên Phong chạm lưới. Khiếu nại vẫn đang được đưa ra. Chúng ta xem quyết định của trọng tài. Vâng, cả hai trọng tài đã chỉ tay về hướng Tây. Hai
hỏi xong điểm số là 22-21 cho Tân Tiến. Rồi. Theo ý kiến riêng của Ben thì ở khoảng thời gian này chúng ta nên dồn bóng cho Phúc Quân Cuồng, bởi vì bóng nặng và sân trớn là sở trường của Phúc Quân Cuồng. Chạm lưới của vận động viên mang áo số 4 bên Yên Phong. Trận đấu này rất có thể sẽ phải bước vào trận đấu thứ 3. Lời của Phúc Con Cuồng 23-24. Phúc Con Cuồng phạt bóng và chắc chắn sẽ là một pha nhảy tấn công. 50-50. Thua thì đánh C3 mà được thì hòa. Không, pha phạt bóng an toàn. Bóng ở trong sân. Và như vậy là 25-23. Vâng, và như vậy là chiến thắng chung cuộc 25-23 và chiến thắng 2-0 nghiêng về thôn Tân Tiền, và thôn Tân Tiền sẽ vào chung kết. Chúng ta nói lời tạm biệt với Phúc Con Cuồng và bộ đội MC ở giải đấu năm nay. Cảm ơn sự theo dõi tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những trận đấu tiếp theo. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người.